Let it bang, bang. Ngày hôm nay mình tới cái shop chuyên bán đồ biker. Thì ngày hôm nay mình sẽ tới mình review cái thùng với ba ga cho anh em một cách cụ thể hơn ha. Mình tính làm ở nhà nhưng mà nhiều anh em hỏi giá với lại hỏi cái kích thước thùng, thì ngày hôm nay mình sẽ tới trực tiếp shop để mình review. Như anh em thấy ha, ở đây thì shop có rất là nhiều kích thước thùng khác nhau. Thì cái thùng của mình đang sử dụng nó là 34 lít, thì ở đây shop vừa mới bán rồi, giao cho khách hàng rồi. Thì cái thùng đó nó cũng na ná giống cái thùng mình đang xài, là cái phần đằng sau nè nó ôm nó hầu phù hợp với lại cái đuôi xe của mình luôn đó, nó vuốt đằng sau nè, cho nên là mình chọn cái thùng lại đó. Còn những cái anh em xài dòng xe khác thì mình có thể sử dụng những cái thùng vuông chẳng hạn đó, những cái thùng vuông như vậy nè, mình cảm thấy cái nào nó phù hợp thì mình xài thôi. Thì cái này là thùng bao nhiêu lít đó, Ngân ha? Cái này là 43, thùng này thùng 43 lít, thùng lớn hơn cái thùng của mình nữa đó. Thì ở đây cũng bán những cái thùng gọi là để tiện lợi. Cái này dành cho mấy cái xe Exciter, Winner gì nè. Thì tạm thời mình gắn cái thùng này cho nó tượng trưng thôi ha, chứ cái thùng của mình to lắm. Thì có nhiều anh em hỏi mình là cái thùng mà đi tour xe có cần thiết gắn hay không, thì cái đó tùy nhu cầu anh em thôi. Nhờ anh em nào đi chơi, đi solo một mình đó, thì mình nghĩ là không cần đâu, cứ mang một cái ba lô rồi để trên xe mà chạy thôi. Nhưng mà mình thì mình chở vợ chở con đó, cho nên là cái người ngồi sau á thì họ sẽ có cái chỗ để dựa rất là thoải mái. Hồi năm ngoái mình chưa có gắn, hồi năm ngoái là xe mình xe zin, thì lúc đó mình đi á là cái mình cột ba lô với cột cái túi đằng sau nè, nhìn nó hơi là yếu. Cái thứ hai là cái khoảng trống để ngồi cũng không có, cho nên là đi sau cái tour đó về bà xã mình than quá, ngồi rất là đau lưng, mà cũng không có dám vươn vai nữa, tại vì ôm thằng bé rồi mà cảm giác ngồi rất là chật. Cho nên là sau cái tour đó là mình quyết định mình về mình gắn cái ba ga như vậy nè của Givi, rất là chắc. Thì mình chọn cái thùng 34 lít, nó vừa đủ để đi một cuộc hành trình dài, với thêm hai cái túi Comine hai bên nữa thì mình cũng không có cần phải mang nhiều, cũng không có phải mang vác được trên người nữa, cho nên rất là nhẹ. Đó, như anh em thấy thì tạm thời cái này mình gắn tạm thời thôi, nó là thùng nhỏ nè, tùy nhu cầu anh em. Thì trên này á, đủ để mình để áo mưa, giày dép, chứ còn thùng của mình á, mình để được hai bộ áo mưa, hai đôi giày với một ít đồ gọi là trà sữa, bình nước gì cho thằng bé. Xong phía trước mình để thêm cái ba lô nhỏ nhỏ thôi, tiện lợi thôi. Như anh em cũng biết là con xe mình mua đời 2012, thì cái đời này á, nó là chiếm linh kiện 90% của Thái nhập về Việt Nam lắp ráp. Lúc này là Việt Nam chưa có thuần sản xuất tại Việt Nam đâu, tới đời 2013 kìa. Thì cái đời của mình là năm 2010 á, thì nó là xe nhập khẩu của Thái cho tới 2011. Rồi tới thì thằng đời 2012 này á, là toàn bộ linh kiện là của 90% Thái nhập về, cho nên là cái bộ lốc máy của thằng này á nó xài chung với con SH đời 2010, cho nên là mình đi tour như thế nào thì anh em cũng thấy là con xe mình nó chạy biết bao nhiêu tour rồi, đi tới đâu cũng được. Thì đó là có nhiều anh em hỏi là tại sao xe mình đi khỏe vậy, đi xa dữ vậy. Thì mình không biết là từ đời 2014 trở đi là dòng xe này nó có xài chung với lốc máy SH hay không. Nhưng mà riêng con xe này thì mình cảm giác là nó rất là khỏe. Mặc dù có 125 thôi, xài chung với dàn máy của SH.
Cho nên là cho tới ngày hôm nay xe này vẫn là xe sử dụng chính của mình, đi làm, đi cà phê, đi tour. Con xe này thì nó đồng hành với mình được 10 năm rồi. Ngày xưa mình mua nó là một năm 2012 thì giá lúc đó là 64 triệu. Hàng linh kiện Thái nhập về Việt Nam lắp ráp. Thời điểm đó thì chưa có hàng sản xuất tại Việt Nam anh em. Lúc đó Việt Nam chỉ là mới triển khai làm hàng sản xuất tại Việt Nam thôi. Cho nên là giá lúc đó mình mua là 64 triệu. Còn mình nhớ không lầm là thời điểm đó hàng mà xe nhập Thái nguyên chiếc về là 70 mấy, gần 80. Mình nhớ không lầm là vậy. Còn sau này khi mà Việt Nam lắp ráp rồi thì giá nó là dưới 60. Thì con này mình chạy tới ngày hôm nay là ô đô là 75.000 rồi. Hồi xưa chiếc này mình chỉ là chạy đi làm, đi cà phê thôi, chưa có đi tour đâu. Mình chưa có dùng nó để đi phượt. Mình mới lấy nó đi phượt vào hồi đầu năm ngoái, lúc mà chưa dịch, chưa có bùng phát. Thì sau cái chuyến đi đó mình mới thấy là con xe này là nó lại phù hợp với đi phượt. Ngồi, tư thế ngồi nè, tiết kiệm nhiên liệu nè. Đặc biệt á, là cũng là dòng xe Honda, lại dễ sửa chữa nếu mà lỡ có hư dọc đường. Thì cũng lại rất là dễ sửa chữa. Cho nên là từ sau cái tour hôm đó là mình quyết định mình sử dụng con này làm đi phượt là chính. Coi như là đáp ứng được đầy đủ nhu cầu trên mọi hành trình đối với mình. Thì anh em nào mà đang có sở hữu con xe này thì cứ tự tin đi. Mình cứ xách xe ra, mình bảo dưỡng hay nhớ các kiểu đi đã, rồi mình làm một chuyến gần gần xem sao. Như anh em chạy ra thử Vũng Tàu nè, mình đi một tour gần trong ngày thêm, coi cái xe mình nó ổn định không. Nếu mà một cái tour đó mà ổn định thì anh em có thể chạy đi Đà Lạt, Nha Trang, đi bất cứ đâu cũng được hết. Thì qua tháng 12 á, mình dự định có một cái tour Đà Lạt tiếp. Có thể là mình sẽ đón Noel ở trên Đà Lạt. Thì hy vọng anh em cũng sẽ quan tâm những cái video mình chia sẻ, trải nghiệm với anh em ha. Mình xin phép dừng video tại đây ha. Mình chúc anh em một ngày mới nhiều niềm vui, nhiều may mắn. Và hẹn gặp anh em vào những cuộc hành trình gần nhất. Tạm biệt anh em ha.